áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, cô là cô Thu và cô sẽ cùng đồng hành với các em trong chương trình học lớp 12. Ở hai bài trước, đó là bài este và bài lipid, thì chúng ta đã được học về các khái niệm cũng như là tính chất của các hợp chất là este hoặc là các chất béo. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số 4 là luyện tập este và chất béo. Vậy thì trong tiết học luyện tập này chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một số kiến thức, sau đó thì chúng ta sẽ củng cố ở một số bài tập và một số dạng bài tập trong bài este và bài chất béo. Đi vào phần đầu tiên của cô, đó là phần kiến thức cần nhớ. Ở phần kiến thức cần nhớ thì chúng ta sẽ có một số khái niệm, đó là este là gì và chất béo là gì. Cụ thể thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn các kiến thức như sau. Ở đây cô có este và chất béo song song với nhau. Trong đó este nó được định nghĩa như sau, đó là khi chúng ta thay thế nhóm OH ở nhóm carboxin của axit carboxylic bằng nhóm OR thì được este. Thì thông thường ấy, tôi nói thông thường nhá, OR này sẽ được lấy từ ancol, đó là thông thường. Còn trong một số trường hợp thì chúng ta có thể lấy OR từ từ phenol này, hoặc là từ nó có thể rút cái R ấy từ acetylene chẳng hạn. Đó là một số trường hợp đặc biệt. Còn đối với chất béo thì là một trong những trường hợp đặc biệt của este. Ở đây chúng ta có định nghĩa chất béo như sau. Đó là chất béo là trieste của axit béo có mạch carbon dài với lại glycerol. Vậy thì trong cái định nghĩa này thì chúng ta cần lưu ý cho cô như sau. Thứ nhất nó phải là trieste. Được chưa ạ? Và của cái axit béo với lại glycerol. Vậy thì một số axit béo thường gặp đó là gì? Cô nhắc lại ở đây luôn cho các bạn. Một số axit béo như là C15H31COOH, thì khi đó chúng ta sẽ có, đây là axit palmitic. Axit palmitic. Còn C17H33COOH. C17H33COOH thì chúng ta có axit oleic. Tiếp theo, C17H35COOH thì chúng ta lại có là axit stearic. Đó là một số cái axit béo mà chúng ta thường gặp. Từ các cái axit béo này chúng ta sẽ có được cái công thức tổng quát của chất béo. Cô có công thức tổng quát của chất béo là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Một cách tổng quát thì chúng ta có thể có các cái gốc axit ở đây, R nó có thể là các trường hợp khác nhau. Hay cô có thể viết một cách chính xác, đó là gì ạ? Hoặc chúng ta cũng có thể viết là R1COO, CH2, R2COO, CH và R3COO, CH2. Đây chính là tổng quát về chất béo. Còn đối với lại este thì chúng ta có xuất phát từ cái axit. Cô có, nếu như cô có axit này thì axit carboxylic nha. Thì nó sẽ có dạng là gì ạ? Là RCOOH nếu như đây là axit carboxylic đơn chức. Vậy từ cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ có được cái este, nó sẽ được hình thành bởi việc là thay thế nhóm OH này bởi gốc OR phẩy, đúng không? Như vậy là este đơn chức. Este đơn chức của cô sẽ có dạng là RCOO R phẩy. Thế còn khi mà chúng ta được hỏi đến este no đơn chức mạch hở có công thức tổng quát như thế nào thì cô sẽ có được cái công thức cụ thể như sau. Công thức tổng quát của este no đơn chức mạch hở. Là CNH2NOH. Công thức này hoàn toàn trùng với công thức tổng quát của axit carboxylic no đơn chức mạch hở. Nhưng đối với lại este thì các em nhớ cho cô, giá trị của N sẽ lớn hơn hoặc bằng lớn hơn bằng 2. Trường hợp nhỏ nhất giá trị N bằng 2 ở đây chính là HCOOCH3, hay chính được gọi tên là gì ạ? Là methyl formate.
Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau nhắc lại các khái niệm liên quan đến este cũng như là chất béo. Và tiếp theo, chất béo và este nó sẽ có các cái tính chất hóa học như thế nào, chúng ta đã được học tính chất hóa học đó là gì thì cô sẽ nhắc lại ở phần tiếp theo đây. Tính chất hóa học đầu tiên của este cũng như là chất béo đó chính là cái phản ứng thủy phân este và chất béo trong môi trường axit. Các phản ứng thủy phân đó diễn ra theo sơ đồ, đó là RCOOR phẩy. Thủy phân trong môi trường axit thì sẽ tạo ra RCOH và R'OH, có nghĩa là chúng ta sẽ thu được axit và cái gì ạ? Axit và ancol. Đó là đối với những cái este mà được tạo thành từ axit với ancol thì khi thủy phân nó lại trở lại, nó lại trả lại cho trạng thái ban đầu là axit và ancol. Cái cơ chế thì cô đã phân tích ở những cái bài học lý thuyết rồi đúng không? Và cô sẽ không nhắc lại ở đây nữa. Ở đây cô sẽ lấy một số cái ví dụ điển hình. Ví dụ điển hình cô có như sau. CH3COOC2H5 chẳng hạn. Este này sẽ gọi tên thế nào nhỉ? Chúng ta đã được học ở phần lý thuyết este rồi đúng không? Tên gọi của este này sẽ là etin acetat. Thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit. Thì chúng ta sẽ thu được axit tương ứng, đó là axit acetic CH3COOH. Và ancol ở đây chính là C2H5OH. Sẽ có một số câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm có liên quan đến cái phương trình phản ứng thủy phân este hoặc là chất béo ở trong môi trường axit. Đó là phản ứng đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit đó là phản ứng một chiều hay phản ứng thuận nghịch này, hoặc là có phải sản phẩm luôn luôn tạo thành sản phẩm tạo thành luôn luôn có ancol hay không. Thì chúng ta đã được học rồi đúng không? Ở đây chúng ta thấy được là một số trường hợp đặc biệt thì nó sẽ không tạo ra ancol mà nó có thể tạo ra aldehyde này hoặc là ceton, cũng như có những trường hợp thì chúng ta lại thấy là tạo ra phenol chứ không phải là nhất thiết phải là ancol đúng không? Và ở đây cô sẽ lấy một trường hợp đối với lại chất béo. Cô có một chất béo là C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Nếu như cô đem thủy phân nó trong môi trường axit. Đem thủy phân trong môi trường axit thì chúng ta vẫn sử dụng là H2SO4 và nhiệt độ này. Thì khi đó cái axit thu được sẽ là C15H31COOH. C15H31COOH. Và ancol tạo thành ở đây chính là glycerol, là C3H5OH 3 lần. Cân bằng, chúng ta sẽ cho 3 vào C15H31COH và 3 vào nước. Thì đặc điểm của các cái phản ứng này đó là nó đều là các cái phản ứng các phản ứng ở trên bảng của cô đều là các phản ứng thuận nghịch. Thì đa phần các este của chúng ta thủy phân trong môi trường axit là nó sẽ là phản ứng thuận nghịch. Còn một số trường hợp thì nó chỉ xảy ra theo chiều thuận mà thôi. Và trong phản ứng thủy phân chất béo này thì các em sẽ thấy số mol của glycerol nó sẽ bằng với lại số mol chất béo tham gia phản ứng. Còn số mol của axit béo tạo thành ấy nó sẽ gấp 3 lần số mol của chất béo và cũng tương tự thế nó sẽ gấp 3 lần số mol của glycerol. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái tính chất thứ hai của este cũng như là chất béo, đó chính là cái khả năng phản ứng thủy phân este và chất béo trong môi trường kiềm. Môi trường kiềm ở đây của chúng ta thì được nhắc tới ví dụ như là dung dịch natri hydroxit này hoặc kali hydroxit, hoặc đôi khi có những trường hợp chúng ta gặp đó là dung dịch canxi hydroxit hoặc bari hydroxit. Thông thường ở đây cô sẽ ghi ở trên này, nó sẽ có các cái dung dịch đó là natri hydroxit, kali hydroxit hoặc là canxi hydroxit và bari hydroxit. Đó là các dung dịch kiềm mà chúng ta thường gặp. Trong đó điển hình ở đây và chúng ta thường gặp ở trong những cái bài este cũng như chất béo đó chính là natri hydroxit và kali hydroxit. Thì cái phản ứng thủy phân chất béo hoặc là este trong môi trường kiềm thì người ta được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Lý do vì sao thì cô đã đưa ra phần lý thuyết rồi đúng không? Còn bạn nào mà tới thời điểm này không hiểu vì sao mà cái phản ứng này được gọi là phản ứng xà phòng hóa thì hãy comment xuống phía dưới video cho cô nhé. Và phương trình tổng quát ở đây sẽ diễn ra như sau. RCOOR phẩy tác dụng với natri hydroxit có nhiệt độ sẽ tạo ra muối RCONa và R'OH. Đó là tổng quát đối với este đơn chức. Thế còn đối với chất béo thì nó sẽ tuân theo phương trình phản ứng như thế nào? Cô có RCOO tất cả 3 lần C3H5. Nó sẽ thủy phân trong môi trường kiềm
để tạo ra là 3 lần RCOONa và cộng với C3H5OH 3 lần. C3H5OH 3 lần. Cân bằng phản ứng, cô cho 3 và NaOH là 3 và RCONa. Vậy thì hai cái phương trình tổng quát này, một phương trình diễn ra đối với lại este đơn chức và một phương trình diễn ra đối với chất béo, nó đều có đặc điểm đó là sản phẩm tạo thành của chúng ta có cái gì đấy, đều có muối của các axit. Ngoài ra thì nó có thể tạo ra ancol, thông thường thì sẽ tạo ra ancol. Một số trường hợp đặc biệt thì có thể tạo ra aldehyde, ceton hoặc là phenol. Trong trường hợp phenol thì nếu như chúng ta sử dụng cái lượng kiềm dư thì sẽ thu được muối của phenol. Và đây cô sẽ đưa ra một số cái ví dụ điển hình. Trường hợp đầu tiên đối với este đơn chức thì cô có là HCOO CH3 chẳng hạn. Đem thủy phân trong môi trường kiềm thì sản phẩm thu được của cô nó sẽ là muối natri của axit formic là HCOONa và ancol metilic CH3OH. Còn đối với chất béo thì chúng ta chỉ việc thay ở gốc R là C15H31 hoặc là C17H33, C17H35 thì chúng ta sẽ thu được cái phản ứng phương trình phản ứng tương ứng, đúng không? Một đặc điểm khác của cái phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm đối với lại phản ứng thủy phân trong môi trường axit đó chính là ở các cái phản ứng này thì phản ứng đều diễn ra theo một chiều, đó là chiều thuận của tôi. Còn trong phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì thông thường hầu hết là nó sẽ diễn ra theo cả hai chiều là phản ứng thuận nghịch. Tính chất thứ ba ở đây của cô sẽ nhắc lại đó chính là cái phản ứng hydro hóa chất béo lỏng. Vậy thì trước khi đi vào cái phản ứng hóa học ở đây thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn một chút về chất béo lỏng và chất béo rắn. Chất béo lỏng thì thông thường nó sẽ được hình thành bởi glycerol với lại các axit béo không no. Và chất béo rắn thì được hình thành bởi glycerol với các axit béo no. Như vậy, axit béo no và axit béo không no thì làm sao để chúng ta có thể nắm được? Thì ở đây cô có axit béo no. Thì nó phải có công thức phân tử tuân theo dạng là CNH2N+1COOH. Cụ thể trong các cái axit béo mà chúng ta thường gặp trong chương trình hóa học của lớp 12 ấy thì cô có hai axit béo no bao gồm là gì ạ? Bao gồm là C15H31COOH. Và cái trường hợp thứ hai đó chính là C17H35COOH. Và các cái chất béo được hình thành từ axit béo no với glycerol thì chúng ta sẽ có được cái dạng CN này, H2N+1COO tất cả 3 lần, C3H5 ấy. Các chất béo có dạng như này thì nó sẽ tồn tại ở trạng thái rắn. Nó là chất rắn. Còn một trường hợp khác đó là các axit béo không no. Axit béo không no thì công thức của nó không tuân theo là CNH2N+1 mà nó sẽ có thể là gì ạ? Là CNH2N+1-2KCOOH. Đây chính là các axit béo không no. Thì nó sẽ hình thành chất béo với lại glycerol ở dạng là CNH2N+1-2K. COO tất cả 3 lần, C3H5. Các chất béo được hình thành từ các axit béo không no nó sẽ tồn tại ở trạng thái đó là chất lỏng. Và để chuyển các axit béo không no hay nói khác là để chuyển các chất béo không no về các chất béo no thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái phản ứng hydro hóa chất béo. Khi đó thì sản phẩm thu được chúng ta sẽ tồn tại ở trạng thái đó là chất rắn. Vậy thì cái phương trình phản ứng diễn ra đây đó là cô lấy một cái ví dụ điển hình là C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Cô cho nó tác dụng với lại hydro. Muốn phản ứng diễn ra thì chúng ta sẽ phải duy trì cái xúc tác đó chính là niken và có đun nóng. Khi đó cô thấy như sau này. C17 nếu như no ấy thì nó phải là 17 x 2 bằng 34 cộng 1 là 35. 35 nhưng đây mới chỉ là 33 thôi. Như vậy là trong cái phần gốc axit này đang có một liên kết đôi, đúng không? Như vậy mỗi một gốc này sẽ cần một hydro.
Vậy cả cái phân tử chất béo này chúng ta cần 3 hiđro. Cái đó cô sẽ thu được là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy là chất ban đầu chúng ta là chất lỏng. Đây là chất lỏng. Nhưng sau phản ứng thì cô lại thu được chất rắn. Cô lại thu được chất rắn. Như vậy cái phản ứng này người ta gọi là phản ứng hiđro hóa, chất béo lỏng. Ngoài ra thì ở đây cô cũng muốn nhắc lại cho các bạn một cái tính chất nữa, đó chính là tính chất áp dụng đối với các este xuất phát từ axit formic. Cô lấy điển hình đó chính là este của axit formic đối với các trường hợp là este đơn chức thì nó sẽ có dạng là HCOOR. Hay phân tích một cách cụ thể thì cái công thức phân tử này sẽ được biểu diễn dạng là H này, C nối đôi O và OR. Như vậy các em sẽ nhìn thấy nó có sự xuất hiện của nhóm chức aldehyde. Đây chính là nhóm chức aldehyde. Và ở chương trình hóa học lớp 11 thì các em biết được tính chất đặc trưng của nhóm chức aldehyde mà người ta hay vận dụng vào trong các bài tập, đó chính là khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Thì khi đó cô sẽ có này, ở đây nó sẽ chỉ có một nhóm chức gì ạ? Một nhóm chức CHO, hay khác là nó sẽ tương ứng với lại aldehyde đơn chức. Thì nếu như vận dụng vào trong các bài tập thì các em hãy sử dụng cho cô sơ đồ, đó là HCOOR này. Khi mà cho vào AgNO3 trong NH3 ấy, thì chúng ta sẽ thấy một mol HCOOR thì nó sẽ tạo ra hai mol bạc. Một mol HCOOR sẽ tạo ra hai mol bạc. Đó chính là cái trường hợp mà cô muốn lưu ý cho các em. Vì là trong một số những cái bài tập tổng hợp mà có sự xuất hiện của este được hình thành từ axit formic thì nó cũng là một trong những yếu tố có khả năng tham gia phản ứng tráng gương để tạo ra bạc. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau nhắc lại một số kiến thức được học ở trong các bài học phía trước, bao gồm bài este và bài lipid. Rồi chúng ta sẽ đi vào một số bài tập củng cố cho bài học ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của cô như sau. Phát biểu nào sau đây đúng nhất? A. Lipid là triete của glycerol với các axit béo. B. Axit béo là các axit monocarboxylic mạch carbon không phân nhánh. C. Phản ứng tủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa và là phản ứng thuận nghịch. Và đáp án D. Phương pháp thông thường để sản xuất xà phòng đó là đun dầu thực vật hoặc là mỡ động vật với dung dịch natri hydroxit hoặc là kali hydroxit. Thì trong cái câu hỏi trắc nghiệm này chúng ta thấy là các vấn đề lý thuyết không tập trung tại một chủ đề, đúng không ạ? Cái phát biểu A này thì lại nói hỏi về định nghĩa của cái gì ạ? Hỏi về định nghĩa của lipid. Nhưng phát biểu B lại hỏi về định nghĩa của axit béo. Còn C thì lại phân tích thông qua phản ứng thủy phân chất béo. Còn D thì lại là cái phương pháp để sản xuất xà phòng. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án thông qua cái việc loại trừ các cái từ khóa ở trong các đang bị sai. Cô thấy như sau này, cô sẽ loại trừ những cái gì dễ dàng trước đi để cho các bạn sẽ thấy là hóa học nó không khó, đúng không? Chúng ta thấy ở trong đáp án C của cô chẳng hạn, cô nói rằng phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa, thì cái ý này hoàn toàn là đúng rồi, được chưa? Cái này gọi là phản ứng xà phòng hóa đúng, nhưng phản ứng này không phải là phản ứng thuận nghịch, nó chỉ là phản ứng một chiều thôi. Như vậy, cái phản ứng thuận nghịch này sẽ là cái yếu tố này đang là yếu tố khiến cho đáp án bị sai. Chuyển sang phát biểu B. Phát biểu B, axit béo là các axit monocarboxylic, mạch carbon không phân nhánh. Nếu như chỉ dừng lại ở cái định nghĩa này thì nó không tổng quát đối với axit béo. Nó phải là gì ạ? Axit monocarboxylic, mạch không phân nhánh, tuy nhiên nó phải có số carbon dài, được chưa? Mạch carbon dài hoặc là số carbon lớn. Như vậy phát biểu này cũng chưa chính xác. Ở phát biểu D, phương pháp thông thường để sản xuất xà phòng chính là đun dầu thực vật hoặc là mỡ động vật với dung dịch natri hydroxit hoặc là kali hydroxit. Đây là phát biểu chính xác. Vì sao ạ? Đây chính là cái quá trình sản xuất xà phòng, hay là cái phản ứng học diễn ra ở trong phát biểu này chính là phản ứng xà phòng hóa. Còn phát biểu A, lipid là triete của glycerol với các axit béo. Đây là định nghĩa của chất béo. Và chất béo chỉ là một trường hợp của lipid mà thôi.
Như vậy phát biểu A cũng chưa chính xác. Và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây chính là là đáp án D. Chuyển sang câu hỏi số 2, đề bài cho các em dữ liệu như sau. Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch natri hydroxit, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y, và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 trong NH3, thu được chất hữu cơ T, và tiếp tục là cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH thì lại thu được chất Y. Vậy thì cô có thể tóm tắt được cái đề bài cho các em như sau. Thứ nhất này, chất X của cô này, chất X. Khi mà đem thủy phân trong môi trường kiềm thì khi đó cô sẽ thu được hai chất bao gồm chất rắn Y và chất hữu cơ Z, sau đó thì cái Z này này nó tác dụng được với AgNO3 trong NH3 để tạo ra chất hữu cơ T, và lấy T, cô lấy T cho tác dụng với lại NaOH thì khi đó cô lại thu được chất Y. Vậy từ sơ đồ này của cô thì các em sẽ thấy được các cái phản ứng như là tác dụng AgNO3 trong NH3 hoặc tác dụng với NaOH thì nó không làm thay đổi số carbon ở trong Z, T và Y. Hay là khác là từ cái sơ đồ này thì cô sẽ suy ra được là số carbon trong trong Y, Z, T, Y này, Z và T là bằng nhau. Được chưa? Số carbon trong Y, Z, T bằng nhau. Vậy thì từ các đáp án chúng ta xem là chúng ta có loại trừ được trường hợp nào không đã. Ở đáp án A này, khi cô cho HCOOCH nối đôi CH2 tác dụng với NaOH thì khi đó cô sẽ thu được cái sản phẩm đó là gì ạ? Ở đáp án A nha, cô sẽ thu được sản phẩm là HCOONa và CH3CHO. Được chưa? Như vậy là thằng này có một carbon, còn thằng này có hai carbon. Vậy loại ngay được cái đáp án A này cho cô. Được chưa? Chuyển sang đáp án B. CH3COOCH nối đôi CH2. Vậy thì khi thủy phân, thì cô sẽ thu được cái sản phẩm đó là CH3COONa và CH3CHO. Được chưa? Cái thằng này chúng ta nhìn thấy có vẻ như là phù hợp đấy, tại vì là thằng này có hai carbon, đây cũng có hai carbon. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cái sơ đồ này xem nó có phù hợp và có lựa chọn đó đáp án B hay không. Khi cô cho CH3CHO này, tác dụng với lại AgNO3 trong NH3 ấy thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm là CH3COOH4. Thì thằng này chính là T đúng không? Sau đó thằng này cô lại cho tác dụng tiếp với NaOH thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm là CH3COONa. Như vậy đáp án B chính là đáp án đúng trong câu hỏi số 2 và chúng ta lựa chọn đáp án B. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng phân tích các đáp án khác xem sao. Ở đáp án C chúng ta sẽ loại ngay lập tức. Vì sao ạ? Vì cái thằng này khi mà tham gia phản ứng ấy thì nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Thằng C này nó sẽ tạo ra HCOONa và CH3OH. Như vậy HCOONa phải là chất rắn, còn CH3OH đây là chất hữu cơ thì nó sẽ không phù hợp vì CH3OH không tham gia phản ứng trắng gương. Được chưa? Đáp án D thì sao ạ? Đáp án D thì cô thấy này, ở cái gốc ancol của chúng ta có 1, 2, 3 nhưng phần gốc axit chỉ có 2 carbon thôi, lại bị loại vì số carbon ở trong Y, Z, T phải bằng nhau. Như vậy trong câu hỏi số 2 với các phân tích của cô chúng ta sẽ chọn được cái đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 3. Thể tích hydro ở điều kiện tiêu chuẩn cần để hydro hóa hoàn toàn 1 tấn olein, nhờ xúc tác niken là bao nhiêu lít? A là 76,018 lít, B là 760,18 lít, C là 7,6018 lít và đáp án D là 7601,8 lít. Vậy thì trong các cái đáp án ở đây chúng ta cần phải tính toán để chúng ta đưa ra được cái đáp án đúng, đúng không? Và để có thể làm được câu 3 này thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn cái phương trình phản ứng diễn ra. Thứ nhất, chúng ta cần phải nhớ được olein có công thức hóa học là nào như thế nào đã. Được chưa? Công thức hóa học của olein là gì đã? Công thức olein chính là cái chất béo được hình thành từ axit oleic có công thức là C17H33.
COOH đúng không? Như vậy để tạo ra olein thì nó sẽ hình thành bởi là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Đây chính là công thức hóa học của olein. Sau đó người ta cho dữ liệu là 1 tấn olein. Vậy các em cần tính ra số mol của nó. Ở đây cô sẽ có cái phân tử khối của olein này sẽ bằng 884 đơn vị carbon. Cái thằng này khi tham gia phản ứng với hiro để làm no hóa ấy, thì nó sẽ phản ứng theo tỷ lệ 1:3. Cô có này, C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 sẽ tác dụng với 3 hiro với xúc tác là niken và nhiệt độ để tạo ra sản phẩm là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì chúng ta sẽ có số mol đây sẽ là 1 chia cho 884 nhân với đây là 1 tấn thì đổi ra gam phải nhân với 10 mũ 3. Như vậy số mol ở đây cô sẽ bằng 10 mũ 3 chia cho 884 và nhân với 3 và từ đó cô tính ra được cái thể tích của hiro sẽ bằng cô lấy 10 mũ 3 nhân với 3 chia cho 884 và nhân với 22,4 như vậy bằng 76,018 lít. Và với cái giá trị này chúng ta sẽ chọn được cái đáp án đúng ở đây chính là đáp án A trong câu hỏi số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 4. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam một loại chất béo. Vậy dữ liệu đầu tiên của cô là 17,24 gam một loại chất béo. Chất béo này là chất béo trung tính, có nghĩa là nó không còn axit dư, cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Khối lượng muối natri thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là để có thể tính toán được trong câu hỏi này thì chúng ta cần phải nhớ được về cái phản ứng xà phòng hóa diễn ra trong bài toán. Và cô có thể nhắc lại cho các bạn như sau. Cô có phương trình là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Khi tham gia phản ứng xà phòng hóa, có nghĩa là nó tác dụng với natri hydroxit ở trong trường hợp này đúng không? Để tạo ra sản phẩm là RCOONa và glycerol là C3H5OH 3 lần. Vậy cô cần cân bằng cho 3 vào RCOONa và 3 vào natri hydroxit. Vì sao cô lại cần phải có cái phương trình hóa học này? Vì trong bài toán chúng ta mới có dữ liệu là gì ạ? 17,24 gam là khối lượng của RCOO 3 lần C3H5. Đây, 17,24 gam. Và số mol của natri hydroxit bằng 0,06. 0,06 mol nhá các em nhá. Vậy đề bài đang yêu cầu các em tính cái giá trị khối lượng muối natri này. Thì chúng ta muốn áp dụng cái định lượng khối lượng vào thì chúng ta phải có được cái khối lượng của glycerol này đúng không? Để có thể xác định được khối lượng glycerol thì chúng ta lại phải dựa vào cái gì ạ? Tỷ lệ của natri hydroxit và glycerol ở trên phương trình này. Thì cô thấy như sau này. Số mol NaOH bằng 3 lần số mol glycerol. Như vậy từ đây cô có số mol của glycerol sẽ bằng 0,02 mol. Và như vậy cô có được cái khối lượng này sẽ bằng 0,02 nhân với lại 92 đúng không? 0,02. Cô có này 0,02 nhân với 92. Như vậy bằng 1,84 gam. Tương tự thế 0,06 này cô cũng chuyển về dạng khối lượng thì cô sẽ có 0,06 nhân 40 đúng không? Như vậy bằng 2,4 gam. Từ đó thì cái giá trị khối lượng muối natri này sẽ được tính bằng biểu thức này. M này sẽ bằng 17,24 cộng với 2,4 và trừ đi 1,84. Như vậy là sẽ ra được giá trị khối lượng 17,24 cộng với 2,4 và trừ đi 1,84 bằng 17,8 gam. 17,8 gam. Và với cái giá trị 17,8 này thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Và câu hỏi số 4 là câu hỏi kết thúc cho video bài giảng ngày hôm nay của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.